Thiên Nào Audio xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Với tất cả những thiết bị quan trọng trong bộ dàn thì phần dây dẫn là không thể thiếu và chúng ta nên sử dụng những dây dẫn chất lượng cao để cho bộ dàn của chúng ta phát huy được tối đa cái hiệu quả âm thanh của mình. Thì trong đó Thiên Nào Audio cung cấp rất nhiều các giải pháp, cụ thể đây là dây nguồn Furutech chất lượng cao. Furutech thì là một hãng dây là một công ty Nhật Bản chuyên chế tạo các linh kiện high-end uy tín thuộc hàng bậc nhất hiện nay. Thì trong đó dây là một trong những cái line sản phẩm của hãng. Ngoài ra Furutech còn cung cấp rất nhiều các sản phẩm khác như là các cái đầu phích cắm, giắc cắm, lọc điện, lọc nguồn, rất nhiều các thiết bị ổ cắm, mặt ổ cắm. Sợi dây nguồn này có tên mã là G314AG15 Plus và có độ dài là 1,5 m. Nó có chuẩn phích cắm đây là 15A. Và đầu cắm điện đây là chuẩn của Mỹ. Đây là một cái chuẩn rất là phổ biến để chúng ta dùng trong những cái thiết bị âm thanh. Dây nguồn này có một cái đặc điểm là tổng cộng là nó có 37 cái sợi đồng với cái tiết diện là 0,25 mm và nó đã được qua xử lý bằng cái quy trình Alpha Process. Và quan trọng nhất là trong đó có hai sợi dây chính âm dương nó được mạ bạc. Còn cái đầu cắm FI 15 Plus và cái đầu cuối thì được mạ vàng IEC. Đây. Đây là được mạ vàng. Đó, và trong đây cũng vậy, tức là hai cái đầu cắm đầu cuối này thì được mạ vàng. Còn dây này thì tổng cộng là có 37 sợi. Có tiết diện là 0,25 mm và trong đó thì có hai sợi chính âm dương là được mạ bạc. Như vậy là nó sẽ đem đến cái sự cải thiện rất là tốt cho bộ dàn của mình. Khi chúng ta sử dụng dây nguồn này thì chất lượng âm thanh hình ảnh nó sẽ âm thanh nghe sẽ có phần là tĩnh hơn và chi tiết hơn. Và cái sợi dây nguồn này thì mình khuyến cáo là quý vị và các bạn nên sử dụng để cắm cho đầu đĩa CD và những cái preamplifier trong bộ dàn hơn là cho PAL, tức là nó sẽ đạt cái hiệu quả cao hơn với những thiết bị thiên về là kỹ thuật số và những cái preamp có công suất nhỏ. Sợi dây này độ dài 1,5 m và có giá bán tại Thiên Hào Audio là 3 triệu 400 ngàn đồng. Và nếu dây này thì cũng có bán theo kiểu dạng là dây cuộn bán lẻ thì nó sẽ rơi vào là khoảng tầm 900 ngàn đồng một mét. Như vậy quý vị các bạn cũng có thể mua dây này về để chạy âm trong tường, để chạy đến ổ cắm. Một giải pháp rất là tốt mà Thiên Hà Audio gợi ý đến cho quý vị các bạn. Ngoài mua dây đã được hãng làm sẵn thì có thể mua cái dây mét để dùng tùy thích. Kính mời quý vị các bạn chúng ta qua Thiên Hà Audio để sở hữu ngay cái bộ dây nguồn chất lượng cao này và còn có thể mua được rất nhiều các phụ kiện khác tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.